bà khi em xong thưa sẽ đây sừng rùm ông pi chúng nói sầm khăn đại diện trời này vậy khăn ông thay này cứ tha tí mới cứ này vậy ông pi ở biệt chia bà này chia mình chia sầm khăn phần mãn này thì phù tha chia cái ca là bảo bét sầm khăn thoát chia dương trời đằng tha chia bà nó cứ cái ai bờ chân chia dương rock khơi bê từ bốn và thoát để mà hà ri những nơi xa xa nó cứ chưa có mình chăm bách từ cắt vô số bốn chân của bà này cái còn tới đốt cái này nông thứ rồi có cái cái này cái vô sai luôn mà dạng tới đốt từ bách vô sạch cái này nông thứ có chia bàn này nó cứ tha tầm khăn được chứ này tầm khăn cứ tha cái đại dương rồi khơi tìm người nông tầm bông và phật bà vì luôn hô lẽ cái nào nó cứ tha tới cắt số bốn chân này rồi bị bị thi phía bá cứ miên từ mùi nồng mà giang tiết bớt sân chưa việc căn đặc lang từ tiết kỳ prà cam đã sớm ấy rước cả kỳ prà thầm tí tí trong nói tí tí để chịu này dễ cứ là biết bằng ca này tầm khăn chừng kỳ bằng phật khăn ông ca bằng ca nó về miên pi chậm này tí mũi cứ tha kỳ hai tha screening nó cứ cà ri rock chừng ngư môn nồng chư screening nó cứ kỳ thưa pháp smear dương này dễ bị rừng dương mà này dễ rừng nồng rồi hỏi rước cả kỳ thưa test kỳ hai tha HPV test rồi có cái đặt tập máy cho tập khung nâng cái mớ nít chia chấm nói tìm chấm nói cái hai thà screening cứ thà cà ri rock chấm ngư môn chữ nít tầm khăn chiên kê bẩm kia chia chấm nói tầm khăn mũi bà nâng hai đại dương bàn nên vậy bị lực môn cứ thà đòi xa cà mà yên rồi bỏ sợi dây máy admin mẹ tới thử screening nâng tế rồi có tham miên tại tuổi nào đại tới thử screening nâng kia là cái nào đại dương thời tại chỉ chấm nói tầm khăn đại dương thời ở bị chỉ chuẩn không ai dương đằng chấm nói TP đại tầm khăn và phát không bị bằng cá nó cứ cả prà vaccine thằng ấy dương này đi âm pi prà vaccine nâng sắp thằng ấy nó bị miên bay vaccine thì mỗi cái hạt là Gardasil mỗi tiết cái hạt là Gardasil 9 hay nâng thì bấy cái hạt là Cervarix dương này như vậy âm pi vaccine tầng bay nâng đam bay ở bàn vô tầng óc này nâng chia chấm nói tầm khăn đại dương trở như vậy bà sân chỉ miên sầm nước nâng khi em nâng do sầm nước bà mình chân tiết khi em nâng bỏ dậy ở chư ba loa mà chấm nói cái nông phê này bà đầm bay cùng mọi khó khăn tôi sẽ làm video thông minh mới xong cho subscribe rồi hãy chạy lời rút bình đẳng xong chơi nhạc rơi bà cha xong chơi nhạc rơi bà nên nhóm trong xua thà cục mà hà rì tầng ốc sợ tài nên là cả nạc bầm mò phút nên xin một tìm mùi hay xin một tìm tí nên xong trong xua thà ta mà hà rì mặt bồn á ai xong ta mà dựa ca rút nơi chỉ mùi chê ca pra và tục tức rồi có một con vùng khuya đài lý tê. Chà, tập bản anh tế chá? Bà. Chà, ông con chán chà, chà, chung rịp lý. Chà, phía chán thơ con, mà hà rí chán thơ vì mình tệ tông nâng tạm cửa xa anh chân mên. Phần tái với mình mên tầng ổ thế bà. Chị phía xếch chung ngư mà hà rí sá bôn nâng. Mà hà rí sá bôn, có sá bôn chị phía xếch chung phút sá trái khám ai. Dương sân ai thà này dì thà chị chung ngư chá lõng có bán nè, mình khóc thế bà. Phần tái vì trái cao prao chán chá nằm là mấy chá lõng đôi thà. Bởi xa dư chá lõng là biếp chung ngư AIDS, HIV cứ vì chá lõng phliêm phliêm. Dương khơi phliêm phliêm. Chung ngư chá lõng là biếp chung ngư mà hà rí sá bôn. Cứ vì trời ba bao bê chú chú nam đọc mà phê chú nam tới bàn vì chân chìa lạc khả nạ. Để dương thà này dây thà chú lòng ngưng khờ vì mình chom bất bà có thể tham cả bất. Bọn tái phía chú ra này chú ngư mà hà sơ bôn rồi bọc khám ai sợ trời khám ai nâng. Cứ cát bì mê rô virus kể ra HPV. HPV nâng, hai HPV nâng chìa chú ngư chú lòng. Đối chú này hai bàn chìa khá nhóm bàn này dây tam plơ cát thà. Dương thà này chú ngư chú lòng chú ngư mà hà rì sơ bôn khám ai biết tao nơi khám sợ trời khám ai chìa chú ngư chú lòng có thà bàn này. Bọn tái chú lòng nâng mình chú lòng tới tam đây thà dương khám tờ ប្រ ាប់ បន្ទប់ ទឹក ជាមួយ គ្នា លើ អង្គុយ លើ ប្រគុណ មួយ គ្នា គឺ មិន ឆ្លង អញ្ចឹង ទេ បាទ គឺ ឆ្លង ដោយសារ ការ រួម ភេទ បាទ ការ រួម ភេទ គឺ ថា គេ ច្រើន ច្រើន តែ ឆ្លង ពី ប្តី ទៅ ប្រពន្ធ ពី ព្រោះ ទំនៀម ទម្លាប់ ខ្មែរ ហ្នឹង ប្រុស ខ្មែរ ហ្នឹង ភាគ ច្រើន ច
ច្រើនតែមានការរួមភេទក្រៅពីប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនហើយច្រើនតែមិនការពារខ្លួនជាមុនដូច្នេះវាតែងតែឆ្លងហើយជំងឺ HPV ហ្នឹងវាមានជាទូទៅភាគច្រើនណាស់មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកើត HPV virus ហ្នឹងប៉ុន្តែចំនួនភាគច្រើនដែលស្ត្រីដែលឆ្លង virus ហ្នឹងក៏វាបាត់ខ្លួនឯងដែរបាទវាបាត់ខ្លួនឯងគឺថាកាលណាកើតគឺច្រើនតែកើតដូចថាយើងចាប់ផ្ដើមពីរួមភេទដំបូងទៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងវាកើតក្នុងពេលហ្នឹងដូច្នេះភាគច្រើនច្រើនតែកើតនៅក្នុងស្ត្រីអាយុឡៃប្រហែលជា20ឆ្នាំ21ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើសិនជាកើតនៅក្នុងស្ត្រីហ្នឹងភាគច្រើនដល់អាយុ30ឆ្នាំវាបាត់អស់ហើយបាទខ្ញុំនៅភាគមេវីរុសហ្នឹងភាគច្រើនវាបាត់ពេលអាយុ30ឆ្នាំពីព្រោះខ្លួនស្ត្រីហ្នឹងវាអាចការពារបានប្រឆាំងនឹងរោគហ្នឹងបើកើតជាអង់ទីកបំបត្តិរោគហ្នឹងបានខ្លួនឯងភាគច្រើនប៉ុន្តែមានភាគតិចដែលរោគហ្នឹងវាមិនបាត់ហើយក៏បន្តទៅទៀតហើយរហូតដល់កើតទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាកិច្ចការសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងព្យាបាលជំងឺដែលយើងទប់ទល់នឹងជំងឺមហារីកស្បូនហ្នឹងគឺថាត្រូវជៀសវាងត្រូវបំបត្តិវីរុសហ្នឹងបាទយើងអាចបំបត្តិបានដោយប្រើវ៉ាក់ស៊ីនដែលយើងដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងគេហៅថា HPV vaccine ដែលមាន3យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រាប់បាននិយាយមកហើយវាមានបញ្ហាម្យ៉ាងចំពោះវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បាទមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយត្រូវចាក់3ដងហើយទៅត្រឹមត្រូវទៅអាចការពារបានប៉ុន្តែមានបញ្ហាម្យ៉ាងគឺថាមានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលទៅបានទទួលវ៉ាក់ស៊ីននឹងដូចស្ត្រីខ្មែរនៅសហរដ្ឋស្ត្រីខ្មែរគេធ្វើសិក្សាទៅថាមាននៅប្រហែលជា 14% ទេបានទទួលគ្រប់គ្រាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគ្រប់គ្រាន់សូម្បីតែស្ត្រីអមេរិកក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់ដែរស្ត្រីអមេរិកក្នុងការសិក្សាមួយគេរកឃើញថាស្ត្រីនៅដែលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមានតែចិច្ច 46% ទេបាទដែលបានទទួលវ៉ាក់ស៊ីននឹងដូច្នេះវ៉ាក់ស៊ីននឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើថាយើងអត់ចាក់វាក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរបាទចាចាលោកគ្រូនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងបាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតកតងជាមួយនឹងសំណួរអ្នកស្រីអមរាបាញ់មិញតកតងនឹងរឿងដំណពូជនេះខ្ញុំចង់សួរថាឧទាហរណ៍ថាម្ដាយគាត់កើតជំងឺមហារីកស្បូននេះហើយហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាគាត់មានកូនស្រីថាតើកូនស្រីគាត់នឹងអាចទទួលរងនឹងមេរោគនេះទៀតដែរទេចាមិនឆ្លងអញ្ចឹងទេបាទមិនឆ្លងអញ្ចឹងទេតើតែកូនស្រីនឹងពេលដែលកូនស្រីនឹងមានប្តីហើយរួមភេទជាមួយប្តីនឹងបើសិនជាប្តីនឹងមាន HPV vaccine នឹងគឺអាចឆ្លងពេលនឹងបានប៉ុន្តែដោយសារថាម្ដាយនឹងធ្លាប់មានមហារីកគឺថាវាមានជាចំណុចមួយដែលបង្កើនហានិភ័យមហារីកនៅក្នុងស្ត្រីនឹងដូច្នេះស្ត្រីនឹងគឺថាទី1បើសិនជាប៉ះនឹងបានឆ្លងជំងឺ HPV នឹងហើយទី2បើស្ត្រីនឹងមានម្ដាយដែលឈឺអញ្ចឹងហានិភ័យនឹងវាឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាហើយដូច្នេះវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លងពីម្ដាយរបៀបនោះទេបាទស្ត្រីនឹងត្រូវឆ្លងទៅតាមហើយប្តីរបស់ខ្លួនទៅវិញទេហើយឬឆ្លងតាមអ្នកណាដែលទ្រួមភេទជាមួយស្ត្រីនឹងបាទមិនមែនឆ្លងពីម្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែម្ដាយនឹងអាចបញ្ជូនបន្ទុកបន្តែ gene នឹងទៅកូននឹងធ្វើឲ្យកូននឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការដែលកើតមហារីកបើសិនជាមានឆ្លងរោគ HPV នឹងតើតើមានឆ្លង HPV នឹងបានមហានិភ័យនឹងឡើងខ្ពស់មែនទេឬក៏បើសិនស្ត្រីនឹងមានហានិភ័យផ្សេងទៀតដូចថាជក់បារីឬក៏ស្ត្រីនឹងប្រើថ្នាំឲ្យបញ្ជាពន្យាកំណើតយករាប់ឆ្នាំយូរឆ្នាំលើសពី6ឆ្នាំទៅហើយគឺហានិភ័យវាឡើងខ្ពស់បើសិនជាស្ត្រីនឹងមានកើតvirus HPV ក្នុងពេលនោះដែរបាទយើងពិភាក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី3ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលនិងវិធីបង្ការចាស់ដោយសារឥឡូវនេះមានអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺអ្នកស្រីសុកលីមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាស់សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសុកលីបាទចាស់ជម្រាបសួរលោកសើបាទជម្រាបសួរបាទចាស់ខ្ញុំចាសជួយអេទាំងអស់គ្នាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចាសសូមអញ្ជើញមកចាសសូមជួយជំរាបសួរលោកដុកទ័រកូនត្រីខ្ញុំហ្នឹងអាយុ15ឆ្នាំ
ហើយអាចចាក់ថ្នាំការពារជំងឺមហារីកមកប្រូនបានដែរឬទេណានេះជាអាយុចាំពេលហ្នឹងហើយដែលត្រូវចាក់បាទចាចាំពេលហ្នឹងហើយគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងពីអាយុ9ឆ្នាំរហូតដល់25 6ឆ្នាំបាទ9ឆ្នាំ100 6ឆ្នាំដូច្នេះដល់5ឆ្នាំហ្នឹងជាអាយុចាំពេញទីបាទត្រូវទៅចាក់ហ្នឹងគឺថាត្រូវចាក់3ដងបាទចាក់3ដងហើយចាក់ ត្បូងនឹងហើយពីខែក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀតហើយ6ខែក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀតត្រូវចាក់ឲ្យបាន3យ៉ាង3យ៉ាងហើយថ្នាំនឹងវាមាន3មុខដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្មានដែលល្អជាងគេសប្ដាហ៍នេះគឺចុងក្រោយប្រភេទដែលគេហៅថា Gardasil 9 Gardasil 9នឹងវាមានការពារ virus បានពំបួនយ៉ាងហើយអាកោដអាថ្នាំចេញតំបងប្រភេទឈ្មោះហៅថាសឺវីរិសនឹងជាការពារបានតពីទេបាទពីអាសឺវីរិសនឹងការពារទៅមហារីជាវីរិសដែលតាក់ទងនឹងមហារីស្បូនអាកោដស៊ីល9នឹងវាការពារវីរិសសម្រាប់ស្បូនផងវាការពារវីរិសសម្រាប់កាត់ដែលដុះសេមួននោះ គេ ហៅថាវត្តដូចសេមួននៃអានឹងគឺថាវាជួយរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតក៏ចូលសូមកុំភ្លេចថាវ៉ាក់សាំងនឹងការពារមិនគ្រាន់តែជំងឺមហារីកស្កសបូនទេគឺថាអាចការពារជំងឺមហារីកយូនីទ្វាយូនីឬក៏មហារីកគូតបាទគូតគឺថាជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលរួមភេទប្រុសជាមួយនឹងប្រុសនឹងច្រើនតែមានកើតមហារីកគូតនឹង គឺវ៉ាក់សាំងនឹងវាអាចជួយការពារជំងឺនឹងបានវ៉ាក់សាំងជំងឺការពារស្បូនក៏ស្បូនការពារធ្វាមាសហើយនឹងមហារីកធ្វាមាសហើយនឹងការពារមហារីកកូតបាទជួយដល់ទៀតហើយតាមសង្ស័យប្រហែលជាអាចជួយការពារមហារីកកបានទៀត ពីព្រោះសពថ្ងៃហ្នឹងមានមហារីកកហ្នឹងច្រើនតែកើតមកអំពី HPV ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងសបុត្ររបស់គេគេមិនបានសិក្សារឿងហ្នឹងទេគេមិនបាននិយាយថាថ្នាំហ្នឹងអាចការពារមហារីកកបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាអាចសម្លាប់ HPV ហ្នឹងបានគឺវាអាចការពារតាមយើងសង្ស័យទៅវាអាចការពារនឹងបានតែគេដឹងច្បាស់ទៅថាថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងអាចការពារមហារីកកស្បូនមហារីកធ្វាមាស ហើយនឹងមហារីកគឺដឹងច្បាស់ថាវាអាចការពារបានបាទចាសសូមអរគុណសំណួរអ្នកស្រីសុកលីតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរអ្នកស្រីសុកលីដែរដែលគាត់មានកូនស្រីអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងលោកវិជ្ជមិត្តមានប្រសាសន៍ថាគាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានហើយអញ្ចឹងគាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានបើក្នុងករណីថាគាត់អត់ទាន់មានការរួមភេទក៏គាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានដែរមែនទេលោកដែរបាទចាចា ទុកជាការមានការរួមភេទហើយក៏ដោយចាពីព្រោះថាជួនកាលវាពេលដែលយើងឆ្លងវាមានឆ្លងតែមួយមុខវាយើងកុំភ្លេចថាវាមានរាប់រយមុខបាទហើយវីរុសជាច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលអាចបង្កើតមហារីកនឹងបានហើយប៉ុន្តែវីរុសដែលសំខាន់នឹងគឺថាដែលខ្ញុំរាប់មកហើយគឺលេខ 16 37 46 11 36 37 46 52 និង58វីរុសទាំងអស់នឹងហើយពេលដែលឆ្លងនឹងជួនកាលវាឆ្លងឧទាហរណ៍វាឆ្លងតែវីរុស16ទេបាទឬក៏ឆ្លងវីរុស17ដូច្នេះវាកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់ស៊ីនថែមទៀតទៅវាអាចការពារអានិសល33 38ទៅទៀតដូច្នេះទុកជាធ្លាប់រួមភេទហើយនឹងក៏ចាក់ទៅក៏មិនអីដែរមានសំណួរមួយដែលគេចង់សួរថាតើ ពីព្រោះក្នុងសម្បត្តិពេទ្យហ្នឹងគេថាគេឲ្យចាក់ពីអាយុ9ឆ្នាំទៅដល់26ឆ្នាំចុះបើសិនជាស្ត្រីនឹងអាយុ25ឆ្នាំតើចាក់ទៅបានទេចាក់ទៅក៏វាមិនទាស់ខុសអីដែរបាទគ្រាន់តែគេបានស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេកម្រិត យកស្ត្រីដែលអាយុយ៉ាងច្រើនប្រផុត26ឆ្នាំគេមិនបានសិក្សាទៅលើស្ត្រីដែលលើសពីអាយុ26ឆ្នាំនឹងទេហើយដូច្នេះហើយបានជាគេយកកម្រិត26ឆ្នាំនឹងជាចំណុចសម្គាល់ប៉ុន្តែតាមការពិតមែនទែនហ្នឹងលើស26ឆ្នាំក៏អាចចាក់បានដែរគ្រាន់តែថាអញ្ចេះ
còn thay thả phía viêm mình sau miền tây tập phía đôi chấm phu sợi dây dài dục tây chiêng mà phải của mũi chân hai giờ complete thả cá na ai dục chân lơ phim mà phải pram phải của mũi chân nam từ đó sám sập chân nam phía chân cứ thả nhẹ nâng flop card HPV rồi thả hai ban ban sầm lấp HPV clone anh rồi thả hai đôi chân này hai ban chỉ kia thả mình chạm bát chạm thế cá na lơ phía dục mà phải của mũi chân nam có phần tai bớt sân gì dương chọn chọn có miền ở vậy chúng tôi đây, mình khóc đây mà. Cha, tại tôi chạy tham vạn sang này đấy, lộ mình sa tha pi bẩm bốn chín năm đó mà pay bẩm mười chín năm, thà ta quật chạy chỉ riêng rồi chín năm mới được quật chạy bẩm mán đong bàn quật chạy bay đong bay đong nó cứ thà chạy lực thì muối, hơi pi khai cày máu chạy mà đong tiết, bẩm muối khai cày máu chạy mà đong tiết, ta cana na chạy ruột bên đằng hái cứ thà chọc hay, con ông mười chỉ vật nó cứ thà chọc hay, vạn sang nó vi thay tích nơi xả rót. Mà khăn ông mà đốt về mà rồi mà pay đô la hay khăn ông bay đô nâng về bay rồi học sập đô la bọn tay nơi sọc mà dân khi mình đang tìm lại phần mà nếp bọn tay tam song sái ta chỉ thao chiêng nâng bà chỉ mình đo tìm lại phần nâng thế bọn tay dân complete ta chạy tới với ai ca phía chỉ vật dương bàn ai chui chỉ vật dương ca phía dân cầm ai cái mà hà đi nâng bọn tay mình mà rồi phía rồi thế bà bàn chất sập phía rồi bị phụ miền mù là hết sinh tiết đến nó mọi bằng cách để rộng mà hà đi sẽ có sự bộ nâng còn chất sắp phía rồi cứ thả cát màu bì virus nâng được chứ này và sang nâng cách cá phía bán chất sắp phía rồi bà cha xong chơi nữa sấy chá nhâm tu cha nhâm tu tha nâng lộn chạy một lần về tha thì dự phẩm bốn chứ năm tận đó đọc tam chứ năm và tiết hoa tha nâng dự đó đập ram chín năm đam một phay của muối năm bảy còn muối đam một phay một của muối năm bảy dương men say năm bảy hai từ dương ăn chậm làm bọt sáng nắng cà phê tâm miên tập thiệt ọt cha dương ăn chậm dương ăn chậm ban mà mình lấy thế bà ta quạt ăn chay năng sủng nô chậm thiệt bọt bán ấy nhẹ miên ba trăm chơi mà sợ sợ âm thì âm từ trai dân phía chân từ tô cho ta người chân tô nó ăn phía ba phía sáu ba năm tê cha sống ở con trai này sao cha ba miền tham kê phía ba bàn con trai tầm khăn và phớt cứ tha và sân chia sẻ trai nâng ca đây ăn nâng việc bốc việc tháp bốc kinh doanh của bạn này việc phơi chiên món nâng đa sa qua đa sa tụm rong chăng nâng vì sáng chiên môn hay phía chán cứ tẹt tông nâng calcium nâng vitamin D hay nâng hormone nâng không sợi dây nâng dưỡng ai cà phê bạc miền Nam là cái ai lấy từ ai thưa ai chăng nâng cà tập lọc ở vinh bán vận tải từ lấy du chăn nằm hay chung cá vì miền Tây Hà bản thân thì dương thoa mà đá cái thai dương thưa ca hạt phan là làm hạt phan là bán chán dương từ tiên mà hộp là miên chiết cao siêu chán đôi chia trái chia đàm nắng hay dương từ tiên dương này lấy vitamin D hay năng lấy cao siêu cái thai dương ai chui bàn chia tay cứ thai dương trái thưa làm hạt phan là bán chán cả nãy dương lướt từng nguồn khuôn mà nước dương nâng miên cài vị cá chán hay miên tro từng nguồn chán cứ thay vì ai thưa ai chấp bộ chỉ ăn đồ bảo dương nâng vì mòn chiên thòm mà đà hai bà sân chỉ ăn nâng vì bốc rồi ta hỏi cứ ai miên thắm để cái ai lép tới đam bay nâng ai vì chị ăn nâng việc mòn tập lập màu vinh bàn bà cha ở con trai lục vị mặt đất hay dương được chia riêng mà rồi cà phê phía xa chùm ngư bản thân tiết đôi chị bánh hà phục chân nít nơi khai cào tiết cha tự nhiên tập lập một cà phê phía xa tẹt tông chùm mùi nâng ở chùm ngư mà hà rít bồn hình vinh nên khi nhóm trang xu lục đọc tờ thà tẹt tông chùm mùi nâng bà sân chi nẹ chùm ngư quạt miền ạc cà rạ hay quạt tờ phía tờ bình đất mơ tờ bình đất nơi vị trạm đất hà vị trạm đất ban tranh là tập hợp mà thà quạt nắng miền trung ngư mà hà định một bồn thà tái quạt cua tại từ độ một group bed mà nẹt tiết đầm bay ở thưa ca bình đất căn tại chụp ba phần thay tiết thà ca quạt bật chim miền trung ngư ni đại đi tế lục được tới rồi cô thà dương tây tầm mặt đòn lục tới vị trạm đất lục prap thà miền trung ngư ni há dương từ tua dọc bán
Cả nà dương thưa tết tới vì vì miền với chùm miền rock hơi người ta dương tới tới chụp group pet chùm niên mà group pet chùm niên nấng group pet khang chùm người sợi nấng cái thò mà đá cái thưa tết tham tiền mà thưa tết tham tiền thì pro cả để rock hơi từ bóng cứ thưa rock thời tam pap smear cả thưa pap tết tới vì pap tết nấng vì miền mình pro cái đây mình pro cái đấy nắng chia chấm nói ti mui nơi lái thế bà rứa co group bé nắng kịp nát tới cái khơi đọc sách này khăn nồng nắng chia chấm nói từ bông phổ thai trời tới chụp giang ná co trời tới chụp group bé chấm niên về đại chụp group bé chấm niên nắng kí nắng chấp bách dọc sách robot cái lại đại việc vì mình pro cái đấy nắng rứa co sách đại vì miền đỏ nắng dọc tới pin nát hãy cả na khi bên đất tới khi ai mình chạy cho bà hỏi thà bia cả mahari chạy bộ nâng men được comment men hãy cả na khi mình chạy cho bà cả na khi cho bà sai thấy cứ thà cứ cho bà hai nơi bên nâng cứ thà thời tại thời thưa cả phía ba lại bà phía ba phía trán cứ thà thời cắt bộ nâng chèn bà cha ông con trán cha lúc cha đất dương từ lập cho dương cho từng gì từ can vị thi phía ba mình mà đón ta tới vị thi phía ba lúc giám đất ban sừng khai pi đầm bóng tha bà sân chia miền ca pi đất tới khơi hay dương ai phía ba bán đây mình chậm ai cắt bốn dương ai chậm ai cắt tề hay tạo máu tới miền ca phía ba tam địa bàn chiết kỳ mì nên chăm chăng ai lúc giám đất chui riệp rọp tha ta vị thi phía ba nước miền vị thi phía ba vậy khá hay cái phơi là việc mày khá đại cha ba bạn vị thi phía ba nó cứ sầm khăn phẩm phất đại dương ca đại dương rock khơi mahari nâng nơi khnông cầm nát nà hai đứa chân hai đại thả cá thưa pap test nâng bị chui bị pro thả pap test bây giờ thưa pap test nâng nhà chung người nâng admin rock sanh nhà đi còn ta đọc cái thưa pap test tới cái khơi cao sĩ ca nâng bị mình pro cái đây đứa chân hai khnông ca đại thưa đứa biếm nâng cái ai miền ấy đối thà miền ở cả chán á đây ai chỉ lo khơi mà hà đi chậm nặng đầm bông và phớt đầm nặng đầm bông phớt nó kia thà stage zero nó kia thà mà hà đi nó miền này sẽ đang xa từ bài sẽ đang bị ắt cho từ khờ chơi thế bà mà sân chơi nên như cái nông stage zero nưng đại kỳ phía trán cứ tha ấy kỳ rock khơi đòi xa ấy kỳ pra ấy tour path test nưng cứ khi ai đốt cái lại nông cơ bản đốt nông cứ khi ra khi ai đốt đòi pra pra tự có vừa ở việc có tới rứa có khi ai pra laser rứa có khi dọc sai luôn mà dạng nó cái hai là colonization sai luôn nóng miền phương ở kia này nó nóng chia đôi chia con những cái đại châu tới cái đốt tới cái không phải là cái đốt nóng cái ai cắt vô sạch mà đông tối đại ca mahari nóng chỉnh ca đại thưa được biết nóng cứ tha ai chia bán đó mình chăm bách cắt vô sạch chỉnh đi nóng bà sân chia rộp tới việc khơi không lẽ cái đại tầm bốn phẩm phật bọn tai bà sân chia lớp pi nứng cả na mahari nứng về long châu tới si châu chưa đâu mình tai hỏi tôi thả stage one rồi có two ấy pi nứng cứ thả tới tại về cắt dọc sáu bốn chân nhảy bọn tai ca để về cắt dọc sáu bốn nứng khi dọc từng co sáu bốn phong dọc từng sáu bốn phong dọc từng đáy sáu bốn phong bọn tai chuyên ca bà sẽ tai nứng nước mình khi ai tục tục bong over nâng bán đam bay ai ơi miền cầm ơi miền tây hà tẹt tàu nâng ọt mồ nâng to từ mốc cái ai tung chẳng bàn bữa tay đây không biết cái việc nâng việc tới tam ai cầm nát rồi bao mà hà đi nâng tiệt bà sân chia cầm nát nâng nơi từ bông còn tại việc nơi nông nông từ co sáu bốn từ thế vì ở đây đi phía từ đó lại xây chế cứ tha cắt từ sáu bốn nông chính cứ tha về chọc phần nâng bữa tay bà sân chia về đi từ đó con cái đảo nơi không buồn nắng rửa đi từ đó cái lạnh xem tiết pin buồn nắng rửa cái lịch từ đó làm rửa cái từ đó suốt cứ miền private xem tiết cứ thao cái ai pra cam ra thay máy ấy đam bay nâng phải chăng bập bát mahari nâng chúng ta bớt chân chi mahari nâng vì mình tới chăng ai chờ phần mang thế cái ai đã cam ra thay máy nâng đôi thằng đôi thằng crop đi tôi nơi trong crop tôi để miền cam ra thay máy nâng cái anh phải chơi được nông
្នុងកតបូននឹងស្ទាល់តែម្ដងមិនចាំបាច់បាញ់ពីក្រៅទៅទេគឺថាអាចឈាបានហើយបើសិនជារោគនឹងវាខ្លាំងមែនទែនហើយក៏តែប្រើថ្នាំគេថាគីមូទេរ៉ាពីទើបអាចនឹងជួយបានចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា